Không phải tất cả hành động của con người đối với những đại dương này đều có hại. Tuy nhiên, từng hành động bình thường nhất cũng có thể làm biến đổi tập tính của các loài dưới biển. Chúng tôi đi tới vùng biển xa xôi ở Papua New Guinea, một hòn đảo rất xa, một trong những vùng đất xa xôi và nguyên sơ nhất trên thế giới. Điểm đến của chúng tôi là vịnh Kendera Washi, trên hòn đảo nằm ở bờ biển phía Tây Bắc. Ở đây, chúng tôi đã ghi lại những tài liệu về những hành vi chưa từng có của loài cá mập voi, loài cá lớn nhất hành tinh. Một trong những kiểu đánh bắt truyền thống ở vùng Papua này là dùng những giàn lưới và giàn gỗ được lắp lên trên một chiếc thuyền gỗ cũ neo xuống đáy biển, giống như giàn bè trên biển của người Galo ở bờ biển Tây Ban Nha. Đã từ lâu, những ngư dân đánh bắt cá mòi, cá trống và các loại cá nhỏ khác ở đây với những cái lưới này. Họ thả lưới xuống đáy biển vào đêm. Có những chiếc lưới được thả ở độ sâu 60 mét. Họ bật đèn cực sáng và đợi những đàn cá bị thu hút bởi ánh sáng bơi vào. Nhưng họ không có hệ thống đông lạnh và cũng không thể chuyển cá đánh bắt được vào đảo để tiêu thụ ngay. Họ phải đợi những chiếc tàu chậm ra chuyển cá về. Tuy nhiên, tàu chậm chỉ đi ra một tuần hai lần nên họ phải giữ cá tươi sống trong lưới. Mùi cá tươi không thể không gây sự chú ý đối với những người bạn hàng xóm đang bơi qua khu vực này, những con cá mập voi to lớn. Cá mập voi là loài cá lớn nhất trên trái đất, từ khi cá voi được tính là động vật có vú. Mặc dù là một loài cá mập, nhưng nó không phải là loài cá ăn thịt hung tợn. Nó bơi thong thả dưới biển với cái miệng khổng lồ mở rộng, lọc một lượng lớn nước để thu lại các loại phù du, giáp xác và cá nhỏ. Nó là một trong những kẻ lãng du khổng lồ dưới biển. Nhưng trong vùng vịnh Kendera Washi, không ai có thể giải thích lý do cho hành vi này của chúng, khi chúng đã thích nghi với những loại thức ăn khác. Thay vì tìm kiếm những loại phù du trong đại dương, chúng lại trầu trực ở đây và bơi lên trên mặt nước để thưởng thức món ăn ngon quanh lưới của những ngư dân này. Một hành động của con người đã khiến chúng thay đổi cách sống. Những con vật oai vệ này bơi thong thả giữa những chiếc lưới, tỏ ra xa lạ trước sự xuất hiện của những chiếc camera của chúng tôi. Chúng ăn ngon lành những thứ lọt ra khỏi đám cá lớn trong lưới, như thể một đứa trẻ đang thưởng thức một cái kẹo. Năm con cá mập voi trưởng thành phối hợp với nhau rất hoàn hảo để thu hút cá từ những chiếc lưới hay ăn những con cá còn lại trong lưới được những ngư dân ném cho. Chúng tôi xuất hiện ở phía xa để tránh làm phiền chúng và có vẻ như chúng tôi khiến chúng chú ý. Chúng chơi với chúng tôi như thể những con thú cưng nuôi trong nhà. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là chúng nặng mỗi con khoảng 20 tấn. Một vũ điệu hoàn hảo từ những gã khổng lồ của biển khơi. Cá mập voi rất dễ để nhận biết. Trước tiên bởi kích cỡ của chúng. Một con trưởng thành có thể dài 12 mét, nhưng người ta nhìn thấy một số con dài tới 17 mét. Và cũng bởi vì da của chúng có hai kiểu màu rất đặc biệt, bụng màu trắng tuyết và lưng đen có đốm trắng. Bị mắc kẹt trong lưới của những người đánh cá Papua, những con cá không thể thoát ra ngoài và những con cá mập lớn đã áp dụng chiến lược khác. Chúng không bơi tới gần thêm chút nào nữa mà ở nguyên vị trí và chỉ cử động đầu của chúng từ phía này sang phía khác, hút vào một lượng lớn nước và thức ăn cùng một lúc. Đây cũng là cách mà chúng dùng để hút những đàn nhuyễn thể và giáp xác.
Những con cá mập voi ngoi đầu lên khỏi mặt nước và những ngư dân thích thú ném cá cho con cá mập voi. Những gã khổng lồ của biển cả ngoan ngoãn chờ đợi tới lượt được ăn. Bạn gần như có thể đưa tay ra đút vào miệng cho chúng ăn như thể là cho những con chó cưng ăn vậy. Một hình ảnh không thể tin được và cũng không xảy ra ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Ở đây chúng tôi phát hiện ra một điều mặc dù không bị cấm nhưng rất gây hại cho biển. Ngư dân thường sấy vì cá mập khô, sản phẩm này được bán với giá rất cao ở thị trường châu Á. Những con cá mập tội nghiệp phải chịu đựng một cái chết kinh khủng. Họ cắt hết vây của chúng, vẫn để chúng sống và thả lại xuống biển. Đối với những ngư dân như vậy, họ chỉ kiếm thêm được chút tiền. Nhưng họ không thể lường trước được hậu quả của việc đánh bắt cá mập bừa bãi như vậy ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái ở biển đến nhường nào.